Xin được trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau những câu chuyện mà Ngày nào tháng nào chúng ta cũng chia sẻ với nhau hết Đó là chiến tranh, đó là thế giới, đó là rất nhiều câu chuyện khác nữa Và hy vọng rằng là quý vị và các bạn luôn luôn, luôn, luôn ủng hộ chúng tôi Luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi với những bình luận thật là chất lượng của mình và quý vị bình luận thật nhiều, bấm like thật nhiều sẽ giúp chúng tôi có thể là vượt qua được những cái kiểm duyệt từ YouTube. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh Ukraine đang có nhiều diễn biến mới và những diễn biến đó xem chừng như là có thể là sẽ khiến cho cuộc chiến này ngày càng phức tạp hơn. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua những diễn biến đó. Đầu tiên là tại chiến trường Bakhmut thưa quý vị các quan chức Ukraine và cả Nga nữa đều thừa nhận là Ukraine vẫn đang có những cuộc phản công tại Bắc Mút vào ngày 17 tháng 5 vừa rồi. Thứ trưởng Quốc phòng của Ukraine Hanna Malia tuyên bố rằng là quân đội của họ đang tiến vào các khu vực không xác định trên sườn của Bắc Mút. Người phân ngôn của lực lượng miền đông Ukraine Sergei Tcherevati cũng đã tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã tiến được 500m theo hướng Bắc Mút trong ngày hôm qua và tiếp tục tấn công các cái bên sườn của nga à, có nghĩa là hai bên sườn của nga là đang chịu cái áp lực vô cùng lớn à, tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng đúng thôi khi mà nga đang gia tăng cái áp lực ở mặt trung tâm thì ukraine nghĩ rằng là đánh vào sườn của nga thì sẽ là một cái cách giải quyết vấn đề là một cái cách giải quyết vấn đề Cách giải quyết vấn đề của Ukraine là đánh tập hậu, đánh vào sườn của quân Nga để khiến họ là nản lòng. Cái chiến thuật này được cho là cũng đã mang đến những thành công nhất định từ cái hồi mà họ giao tranh cùng với Wagner. Còn phía Nga thì tuyên bố rằng lực lượng đổ bộ đường không của họ, lính dù của họ đã đạt được những tiến bộ nhỏ và không thừa nhận là Ukraine vẫn tiếp tục phản công ở hai bên sườn. Còn ông Phruzin thì phủ nhận tuyên bố của phía Nga, phía Bộ Quốc phòng về việc là giành được thêm lãnh thổ và chỉ trích Bộ Quốc phòng là mô tả sai sự thật rằng là cái việc rút lui của họ chính là chiếm được thêm lãnh thổ mới. Nói chung rất phức tạp cuộc chiến tại Bắc Bút này. Ukraine nói rằng là họ không thấy bất cứ dấu hiệu nào là cho thấy quân Nga thiếu đạn như là lãnh đạo của Wagner nói. Ông Cherevati, phát ngôn viên của quân đội Ukraine nói rằng là đối phương đang tìm cách kiểm soát thành phố, tấn công bằng mọi khí tài họ có, không có chuyện họ thiếu đạn dược. Họ đưa các đơn vị mới đến đây, chủ yếu là lính rủ. Từ hồi đầu phản công đến giờ thì Ukraine đã chiếm lại 20 cây số vuông lãnh thổ ở Bắc Mút, đã giành lại 20 cây số vuông lãnh thổ ở Bắc Mút. Và đó là một cái lượng Diện tích quý vị thấy là nó sẽ rất là khủng khiếp nếu mà biết rằng là mỗi ngày, mỗi tuần trước đó thậm chí mỗi tuần là quân đội Wagner chỉ chiếm thêm được vài trăm mét đất. Còn bây giờ thì một lúc họ mất tới 20 cây số vuông. Các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn đang tiếp diễn xung quanh trung tâm Bakhmut, nơi mà Wagner, lính dù Nga và quân đội Ukraine vẫn đang uh, giao tranh nhau uh, và tranh giành nhau từng tấc đất. đất. hai bên sườn đã được uh, dọn dẹp gần như là rất là tốt. Thế nhưng mà ở trung tâm thì cuộc chiến vẫn đang rất phức tạp. Có tin nói rằng là Wagner và quân đội nga vẫn đang tiếp tục uh, cái nỗ lực mà đánh vào trung tâm Bakhmut và không để cho quân đội Ukraine có một cái giờ phút nghỉ ngơi nào. À, cũng có thông tin rằng là Ukraine đã kiểm soát được các cái tuyến đường mà hậu cần của mình và các tuyến đường hậu cần đó nó rất quan trọng trong bối cảnh là chiến tranh vẫn đang rất là dữ dội. Cả đôi bên đều thừa nhận những sự khốc liệt của cuộc chiến Bắc Mút. Tôi cũng đang chia sẻ với quý vị rất nhiều lần đó là không hiểu sao bao nhiêu ngày tháng rồi mà cuộc chiến tại Bắc Mút nó vẫn đang vô cùng là khốc liệt đến như vậy. Chẳng có bên nào là giành được lợi thế tuyệt đối cả. Hôm 17 tháng 5, Nga được cho là đã phóng nhiều tên lửa S300 vào Bắc Mút rồi đã không kích một số địa điểm ở xung quanh thành phố miền Đông. Ivanisko trở thành là một cái mục tiêu mà Nga tấn công vào. Một số video được ghi lại Bắc Mút cho thấy các cuộc pháo kích dữ dội và khu vực bị tàn phá nặng nề ở phía tây thành phố. Video do truyền thông nhà nước Nga công bố cho thấy các binh sĩ Nga di chuyển qua các nhà chung cư bỏ hoang và những cái sân đầy mảnh vỡ. Video quay bằng máy bay không người lái cũng cho thấy những đám khói bốc lên từ một số khu vực lân cận. Những hình ảnh vệ tinh do công ty công nghệ Maxa công bố gần đây cho thấy thành phố Bắc Mút bị tàn phá nặng nề. Và đây cũng là mặt trận giao tranh vô cùng khốc liệt trong suốt cuộc chiến từ đầu cuộc chiến giờ. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Malia cho biết là họ đang giữ vững được các khu vực quan trọng xung quanh Bắc Mút sau khi giành lại được quân đội từ Nga, sau khi giành lại được, được từ quân đội Nga. Trên khắp các chiến tuyến thì Bộ Tổng thống Ukraine nói rằng có 32 cuộc phong kích. Ông Priuzin nói ngày 17 tháng 5 rằng là các chiến binh Wagner đã tiến vào thành phố bakhmut Các tòa nhà còn lại vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát. Wagner đã tiến được 260 mét và đối phương hiện chiếm 1,85 km vuông lãnh thổ. Phía Wagner nói như vậy. Nói rằng là đôi bên đã tranh giành nhau từng ngôi nhà, từng lối vào, từng mét vuông lãnh thổ. Và đôi bên dường như là đang quyết tâm biến Bắc Mút này trở thành bình địa, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta có thể thấy rằng là những hình ảnh vệ tinh do NASA công bố nó cho thấy rằng Bắc Mút nó đã trở thành một cái cái nơi mà thực sự là hoang tàn. có thể thấy một điều rằng là bây giờ nó đã trở thành những nấm mồ rồi có thể gọi là như vậy gọi nấm mồ là không có gì sai cả bởi vì dưới cái lớp đất đó là những sự tàn phá là những cái thi thể của binh lính thành phố bắc mút đang trở thành một cái nơi vô cùng là tang thương thưa quý vị chúng ta thấy rất là nhiều hình ảnh từ các cái hãng masha rồi các cái hãng thông tấn khác họ chụp ảnh cho thấy một cái điều như vậy điều vô cùng là khốc liệt chẳng con gì ở thành phố bắc mút này chẳng con gì ở lại bắc mút và mọi cái hoạt động thực sự là của đôi bên nó vẫn đang chỉ dậm chân tại chỗ thôi có thể nói là như vậy Đối bên vẫn chưa đạt được quá nhiều tiến bộ đến mức độ là khiến cho đối phương bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho nên cái việc mà bế tắc tôi cho rằng cũng không có gì là lạ cả. Trong khi đó thì uh, phía Nga cũng tuyên bố là họ đã tập kích những kho đạn lớn ở miền Nam Ukraine. Họ nói rằng họ dùng các tên lửa hành trình tập kích phá hủy hoàn toàn kho đạn lớn tại thành phố Mykolaiv, miền Nam Ukraine. Đòi tấn công nhằm vào kho đạn này... Uh, được thực hiện bởi tên lửa tầm xa phóng từ tàu chiến. Và nhiệm vụ của đòn tập kích đã được hoàn thành. Các mục tiêu đều bị đánh trúng, theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Truyền hình Quốc phòng Nga cũng đăng video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 2 vụ nổ lớn cùng các đám cháy tại Mykolaiv. Thời gian gần đây thì Ukraine liên tục hứng chịu những cái đợt tập kích như vậy từ phía Nga thưa quý vị. Gần đây là tập kích vào thủ đô Kyiv còn bây giờ là các cái kho đạn các cái thành phố. Mykolaiv là một thành phố chiến lược quan trọng. Và trước đây nó đã từng bị tập kích rất nhiều lần rồi. Nó đã bị tấn công và tập kích không biết bao nhiêu lần. Mykolaiv nó giáp với Kherson. Một trong bốn cái tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập vào hồi tháng 10 năm ngoái và đây cũng là một trong những mục tiêu quân sự ưu tiên hàng đầu trong cái chiến dịch quân sự của Moscow bởi vì đây là nơi đặt nhiều nhà máy đóng tàu chủ chốt của Kiev và Nga cũng đang tăng cường những cái cuộc không kích của mình để đánh giá vị trí các tổ hợp phòng thủ tên lửa của Ukraine và tìm cách bao mòn cái năng lực phòng không của Ukraine. Và một mục đích nữa của họ là hủy diệt các khí tài mà phương Tây hỗ trợ cho Ukraine. Báo động không kích cũng đã vang lên suốt cả uh, lãnh thổ Ukraine vào ngày uh, 18 tháng 5. Vinnitsia, Chornosvili, Khmelnytskyi và Dnipro, cũng như là Kyiv, miền Bắc Ukraine là rơi vào tình trạng báo động. Một số nhân chứng tại Kyiv thì họ nói rằng là các đơn vị phòng không đang tham chiến và nghe thấy những tiếng nổ. Tiếng nổ lớn vang lên ở các thành phố khác. Không rõ đây là do tên lửa Nga hay là đạn phòng không của Ukraine nữa mà nói. Trung Wagner gần đây cũng đã nêu một cái lý do mà chưa thể khép lại cái chiến dịch tại Bắc và chưa thể là khép vòng vây Bắc Mút. Lãnh đạo Wagner nói là các đơn vị của tập đoàn này chưa thể bao vây Ukraine vì là lính dù Nga đã bỏ lại vị trí thuận lợi cho đối phương. Lại là một cái trách móc nữa của ông Prigozhin thưa quý vị và các bạn. Ông ấy nói vào ngày 17 tháng 5 thế này là các nhóm xung kích Wagner vẫn chưa thể bao vây vị trí còn lại của Ukraine bởi vì đợt rút lui của lính dù Nga họ đã để lại vị trí thuận lợi sau khi mà bị đối phương tấn công. Và Ông đã chỉ trích quyết định rút quân của tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov khiến các đơn vị của tập đoàn Wagner chưa thể hạ gục lực lượng Ukraine cố thủ tại Bakhmut. Ông Prud'homme cũng khẳng định là Wagner đang tiến về phía trước và sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Trận chiến này còn chưa biết khi nào mới kết thúc đây. Trong khi đó các quan chức Ukraine báo cáo rằng các cái đặc điểm địa hình hạn chế các cái hoạt động tấn công của Ukraine qua sông Pro tại Kherson. Chiều rộng của con sông cản trở các bước tiến của Ukraine tại Kherson. Và phía Ukraine họ kêu gọi là các cái truyền thông, các cái cơ quan truyền thông hãy quên đi các hoạt động tấn công của chúng tôi tại Kherson. Ukraine nói rằng họ đã đẩy lùi lực lượng nga khỏi các cái đảo gần thành phố Sơn và tuyên bố rằng các đảo này có địa hình xấu, không có chiến hào, trú ẩn hạn chế và mặt đất thì luôn ẩm ướt. Đó là lý do vì sao mà cái đợt phản công của nga tại Sơn, xin lỗi của Ukraine tại Sơn là nó đang gặp rất là nhiều cái khó khăn liên quan đến tổ hợp tên lửa Patriot của Ukraine mà Mỹ viện trợ. Thì ba quan chức Mỹ đã nói rằng là một số thành phần của tổ hợp Patriot bị hỏng do đòn tập kích của Nga. Nhưng hệ thống này vẫn đang duy trì hoạt động. Vẫn đang duy trì hoạt động. Chưa bị phá hủy hoàn toàn. Theo lời của Nga mà chỉ là bị hỏng một phần thôi. Mấy ngày gần đây thì liên tiếp dồn dập có những cái câu chuyện về tên lửa và hệ thống phòng không đúng không ạ? Ukraine nói rằng họ đã tiêu diệt 6 tên lửa kín gian của Nga. Còn Nga thì nói rằng họ đã tiêu diệt một hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Quan chức Mỹ giấu tên nói với AFP hôm 17 tháng 5 rằng là hệ thống Patriot bị hư hại do một đầu đạn chưa rõ chủng loại rơi gần trận địa. Mức độ nghiêm trọng vẫn đang được đánh giá, nó vẫn duy trì khả năng hoạt động. Và Mỹ đã cử chuyên gia đến hiện trường sau khi ký thông báo về tình trạng của tổ hợp Patriot này. CNN họ dẫn lời một nhóm quan chức Mỹ cho biết hai thành phần của tổ hợp này đã bị hỏng, nhưng khẳng định hệ thống vẫn hoạt động trong suốt đòn không kích của Nga. Các bộ phận cụ thể không được tiết lộ, nhưng các quan chức Mỹ mô tả mức độ hư hại là tối thiểu và nhấn mạnh là radar, một trong những thiết bị quan trọng nhất, thì không bị ảnh hưởng. Cùng ngày thì Nga nói rằng là đòn tập kích bằng tên lửa siêu vật âm Kinzhan đã phá hủy radar đa năng và 5 bệ phóng của tổ hợp Patriot Ukraine. Nga đã công bố thiệt hại của cái tổ hợp Patriot này Rõ ràng đang có một cuộc chiến tranh về thông tin giữa đôi bên thưa quý vị Theo giới quan sát nếu thông tin mà Nga đưa ra là thật thì đó là một tổn thất khá lớn Một tổ hợp Patriot thường bao gồm một radar mảng pha, trạm điều khiển, máy tính, thiết bị, phát điện và tối đa 8 bệ phóng Mỗi bệ phóng chứa 4 tên lửa sẵn sàng khai hỏa Radar chính là trái tim của bộ phận này, của tên lửa Patriot này Sputnik dẫn một nguồn thạo tin nói rằng Nga đã điều tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31K phóng tên lửa Kinzhan vào khu vực Ukraine triển khai Patriot tại Kyiv. Và nguồn tin nói rằng là do tốc độ của Kinzhan, hệ thống Patriot đã bị bất ngờ phục kích trên không. kíp điều khiển Patriot không thể làm gì để bảo vệ lá chắn. Kinzhan chỉ mất vài phút để bay tới mục tiêu nên là phía Ukraine không có thời gian để cơ động tổ hợp hoặc là nạp lại tên lửa lên bệ phóng. Trong khi đó thì một số chuyên gia của Nga thì họ nói rằng là trong một nỗ lực nhằm chặn cái tên lửa Kinzhan này lao tới thì Ukraine đã phóng một loạt hơn 30 quả tên lửa. Toàn bộ tên lửa mà có trong Patriot thời điểm đó. Vũ khí là được phóng liên tiếp theo những cái clip mà đăng tải trên mạng xã hội. 32 quả tên lửa đánh chặn đã được phóng ra từ 8 bệ phóng, mỗi bệ có 4 quả. Nhưng Kinzan dường như đã đánh được vào bộ phận radar rất quan trọng của Patriot theo lời của Nga. Mỗi quả tên lửa như vậy của Patriot có giá 3 triệu đô. Và Ukraine hiện đang sở hữu hai tổ hợp Patriot. Radar cũng rất đắt tiền. Và mỗi tổ hợp Patriot này nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ đô thưa quý vị. Rất là ghê gớm. Tổ hợp phòng không gần tỷ đô như vậy. Và nếu như nó thiệt hại thì nó sẽ lại là một cái câu chuyện rất khó khăn với Ukraine đây. Nếu như nó thiệt hại đến mức độ không thể sửa chữa được thì phía Ukraine phải chuyển nó ra nước ngoài. Ba Lan. Phải chuyển đến Ba Lan để tìm lại phương án khắc phục. Một số quan chức Mỹ họ nói rằng là cái tín hiệu radar từ chốt đã bị máy bay của Nga đánh chặn được, bắt được và nó tấn công lại vào cái chỗ mà Patriot đứng Cái nơi mà bố trí Patriot Bởi vì rằng là Patriot nó cũng khó là cơ động Không được cơ động lắm Hòa bình của Ukraine khi nào thì mới lặp lại Thì đó là câu hỏi mà chúng ta nhiều người đều hỏi với nhau rồi Thế thì mới đây Trung Quốc đã cử đặc phái viên của mình đến Kyiv Để mà nói cái câu chuyện hòa bình này Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đã gặp đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy và trong cuộc gặp thì ông Kuleba nói rằng này là Ukraine không nhượng bộ Nga về mặt lãnh thổ để mà đổi lấy hòa bình. Kiev sẽ không chấp nhận bất cứ đề xuất hòa bình nào liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow. Và ông Lý Đăng Huy đã thăm Ukraine từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 5. Đây là chuyến thăm đầu tiên của phái viên cấp cao Trung Quốc tới Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ Ngoài ra ông này cũng sẽ tới Nga, Ba Lan, Pháp và Đức để bàn giải pháp cho xung đột. Ông Lý Huy này từng làm đại sứ Nga giai đoạn 2009-2019 và trở thành đại sứ Trung Quốc có nhiệm kỳ lâu nhất ở quốc gia này. Và trong thời gian ông Lý làm đại sứ thì ông Tập đã thực hiện 9 chuyến thăm chính thức tới Nga. Thế nhưng mà bây giờ Nga và Ukraine liệu rằng có thể là có một cái phương án nào đó để mà ngừng bắn, để mà ngồi vào bàn đàm phán với nhau hay không thì còn lại là một vấn đề rất là khó có thể là đoán được. Theo quý vị là cái chuyến đi của ông Lý Huy này có thành công hay không? Tôi nghĩ rằng khó đấy. Bởi vì Ukraine nói rằng họ sẽ không chịu nhượng bộ lãnh thổ đâu. Còn Nga thì chắc chắn rằng là Crimea là họ sẽ không bỏ ra rồi, không buông tay rồi. Và bốn cái phần đất mà họ sắp nhập của Ukraina vào năm ngoái chưa chắc là họ đã trả lại đặc biệt là vùng Donbass nơi mà họ đã hỗ trợ phiến quân liên khai Donbass từ năm 2014 đến giờ. Cho nên đôi bên đều đang không gặp nhau. Họ không gặp nhau. Họ không có cái điểm chung, cho nên sẽ rất khó đàm phán. Câu chuyện đơn giản thôi. Ukraine muốn là Nga phải rút quân đi khỏi toàn bộ cái vùng đất mà họ đánh đánh chiếm. Thậm chí rút khỏi khỏi cả Crimea nữa, nhưng mà Nga sẽ không đồng ý đâu Nga có lẽ là họ Họ sẽ không đồng ý bởi Crimea là một vấn đề Mà rất căn cơ của họ Cho nên tôi nói rằng cái cuộc đi Xứ này của ông Lý Huy Có thể nó sẽ không thành công Có thể sẽ không thành công Và nó cũng chỉ là một cái diện uh, Hành động mà để cho thế giới nhìn thấy rằng là À đôi bên cũng có Hòa đàm với nhau đấy cũng có ngồi lại với nhau Để giải quyết tình hình Nhưng nó không giải quyết được vấn đề căn cơ nhất đó là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ Ukraine Và cái vấn đề là Crimea mà Nga đang tranh cãi lâu này. Nga sắp nhập Crimea nhưng cộng đồng quốc tế thì họ không công nhận. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.